Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip đi nhuộm tóc, nhuộm tất cả những cái loại màu có ở hiệu tóc lên trên tóc của tôi. Ok, đấy. Tóc tôi bây giờ nó đang là màu nâu và màu đen. Bây giờ tôi sẽ nhuộm hết tổng cộng là 56 màu ở trên cái bảng màu này cho bạn xem nhé. Đây là bảng màu có tổng cộng 56 màu sắc. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều màu sắc luôn. Và tôi sẽ nhuộm tổng cộng 56 màu này lên trên mái tóc của tôi. Rất là sặc sỡ. Đó. Các bạn thấy đây là mái tóc cũ của tôi, màu nâu pha với lại màu đen. Và tôi không biết là nhuộm hết 56 màu nên nó sẽ như thế nào. Đó, không biết là có đẹp trai hơn không đây. Bởi vì là rất là nhiều màu. Và tôi sẽ cố gắng, bởi vì là tôi nghĩ là nhuộm 56 màu này lên không phải là nhanh mà sẽ rất là mất thời gian, rất là lâu luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ ngồi đợi nhuộm hết 56 màu lên trên mái tóc của tôi. Đó. Tôi đang nhuộm sang màu thứ hai. Mỗi một màu này là lần cho màu lên trên tóc của tôi nó rơi khoảng tầm 1 phút, 5-6 màu chắc phải tầm 56 phút, 1 tiếng xong. Lâu quá, sự rất là lâu luôn. Đấy, các bạn ngồi đếm giây đi, chuẩn 1 phút một màu, 56 phút 56 màu và phải đợi khoảng tầm 1 tiếng nữa. Nói chung là hôm nay tôi nhuộm tóc này tôi phải đợi khoảng tầm 2 tiếng, rất là khổ. Xong. Thấy các bạn thấy không? Rất là khổ. Khổ vãi. Ok, sau khoảng tầm gần 1 tiếng ngồi nhuộm tóc thì tôi đã nhuộm được khoảng mười mấy màu rồi. Nói chung là để cái đầu này mà nhuộm được 5-6 màu thì không bao giờ nhuộm được. Không bao giờ nhuộm được. Lúc đầu tôi tưởng nhuộm thật nhưng mà không nhuộm được. Đấy các bạn thấy này. Đếm trên đầu tôi giờ căng đét được khoảng tầm 15-16 màu. Nếu mà cố ra được khoảng 20 màu, được nửa số của cái 5-6 màu. Đây, cho bạn xem này. Thật sự rất buồn ngủ luôn. Chính là xanh blue gọi đẹp. Đây, màu này nó được rồi. Đạp lên màu. Đây, đây là màu vàng.
Tổng cộng trên đầu của tôi bây giờ là khoảng 20 màu, không thể làm được 5-6 màu. Làm 5-6 màu thì rất là lâu và không có chỗ để làm, nên tạm thời thôi làm 20 màu thôi. Ok, tôi vừa gội đầu xong. Ok, sau gần 2 tiếng nhuộm tóc thì bây giờ tóc của tôi đã lên rất là nhiều màu, tổng cộng là 20 màu nhưng mà nhìn rất là khó phát hiện ra. Đó, phải lật lên mới nhìn ra được. Đấy, các bạn thấy là phải lật từng thớ tóc lên thì mới nhìn thấy màu khác nhau được. Chứ còn để bình thường thì chỉ nhìn được khoảng tầm 5-6 màu thôi. Và bây giờ tôi sẽ nhuộm lại cái phần mái, phải tẩy mái đi để nhuộm thêm một cái màu nữa, là màu xanh lá cây, bởi vì lúc nãy nhuộm nó không lên màu, rất là nhiều màu sắc. Phải lật lên mới nhìn thấy được. Những cái tóc ngoài nó sẽ che những cái tóc trong đi, nên chỉ nhìn được vài màu thôi. Đây, màu này màu đỏ cam, màu này là màu vàng. Đấy, đây màu vàng này, còn màu này đang là màu nâu, bây giờ tôi cho vào màu xanh dương. Đây là màu nâu đồng nhé. Đó, màu xanh rêu này, rồi là màu đỏ tím này, màu đen này. Còn rất là nhiều màu, nhưng mà tí nữa tôi sẽ lật ra sau. Ok, bây giờ phải nhuộm thêm đó, nhuộm khi nào mà hết chỗ đen thôi. Ok, nói chung là rất là mệt, các bạn thấy tôi đã thêm 3 màu nữa. Đó, 3 màu, màu xanh này, màu này là màu xanh dương, trên đây là màu trắng. Đấy, thêm 3 màu. Tôi đi nhuộm tóc từ lúc 7 giờ tối, bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, bây giờ vẫn phải ngồi đợi. Không biết bao giờ mới xong được, rất là lâu. Từ nãy giờ ngáp ngủ, ngáp ngắn, ngáp dài, ngồi ngủ luôn ấy. Mấy chục phút rồi mà vẫn chưa xong. Bây giờ là đang thêm màu vào để có thật là nhiều màu. Cái mục đích của tôi đi nhuộm hôm nay là làm sao có càng nhiều màu càng tốt. Đấy, cứ lên càng nhiều màu càng tốt, tứ tung màu, không biết là mai tóc tôi nó có bị rụng hay không, mai biết được. Ok. Ok, sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi nhuộm tóc thì các bạn thấy là tóc tôi đã đổi rất là nhiều màu đấy, rất là nhiều màu sắc luôn. Thật ra nhìn như này thì không thể đếm được hết tổng cộng là 20 mấy màu như tôi đã nhuộm, mà nó chỉ ra khoảng tầm 5-6 màu thôi. Và phải lật từng sợi tóc lên một thì mới rõ được tất cả các màu. Đó, phải lật lên hết thì mới nhìn thấy màu. Tôi nhìn tôi cũng chỉ đếm được khoảng tầm 5-6 màu, mà rõ là nhuộm lên rất là nhiều màu.
bởi các tông màu nó rất là giống nhau, nó na ná nhau đấy. Để cho bạn xem rất là nhiều màu sắc, rồi màu xanh, rồi màu đen, rồi là màu vàng, rồi là màu rêu, rồi đấy màu đen đằng trước đầu tôi này, màu đỏ này, xanh rêu này. Nói chung là tí nữa thì tôi về nhà tôi sẽ lấy đèn tôi pha vào xem nó có ra thêm màu gì không. Rất là mất thời gian luôn, các bạn thấy là 4 tiếng đồng hồ thử ngồi nhuộm 5-6 màu. Đây màu cam đấy, những cái màu nổi nhìn rất là rõ, màu vàng đấy. Ok, từ một màu nâu huyền thoại trên mái tóc của tôi, bây giờ tôi đã thành một thằng trẻ trâu chính cống thật sự luôn. Tôi nhìn tôi rất là giống thằng trẻ trâu luôn đấy. Một thằng trẻ trâu đậm chất trẻ trâu của Việt Nam. Ok, 7 màu ấy, 8 màu luôn, 9 màu luôn. Ok, ok, bây giờ tôi đã về đến nhà và bây giờ tôi cho các bạn chiêm ngưỡng cái mái tóc rất là nhiều màu sắc của tôi đấy, rất là nhiều màu sắc luôn. Thấy không? Nhìn rất là đẹp trai luôn. Bình thường nếu mà nhìn với mắt thường thì tôi sẽ phân biệt ở trên đầu của tôi đây có tổng cộng là 8 màu sắc khác biệt đó. Còn từ nãy thì tôi đã nhuộm vào cái mái tóc của tôi khoảng tầm gần 30 màu. Tôi định nhuộm 5-6 màu nhưng mà không đủ. Xin lỗi tất cả các bạn, bởi vì là lúc đầu tôi định nhuộm 5-6 màu nhưng mà không thể đủ tóc để nhuộm hết toàn bộ 5-6 màu. Và tổng cộng trên mái tóc của tôi bây giờ là khoảng tầm gần 30 màu sắc. Bây giờ tôi sẽ dùng đèn pha vào cho các bạn xem được là nó sẽ hiện ra bao nhiêu màu ở mái tóc của tôi đây. Ok, rồi đấy, đèn rất là sáng luôn. Các bạn có thể thấy là rất là rõ các màu tóc luôn khi mà pha đèn vào. Ok, đó. Okay. Ok. Đấy. Ở clip này thì tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn một chút, những cái bạn nào mà còn nhỏ ấy, hoặc là nói chung là đang ở lứa tuổi học sinh, chúng ta đang đi học, đừng nên nhuộm màu tóc như tôi. Tôi đang khuyên nhé. Tôi đang khuyên tất cả các em và các bạn, nói thẳng ra các em bởi vì các em còn rất là kém tuổi tôi. Tôi sinh năm 94, có thể rất là nhiều bạn dưới 94, tầm 95 đổ lại thì sẽ là em của tôi. Đó thì tôi khuyên tất cả các em mà nó chân thành là các bạn đi để cho nó gần gũi. Tôi khuyên tất cả các bạn là không nên nhuộm cái kiểu tóc như này. Đây là một kiểu tóc tôi thấy rất là khắm bựa, lần đầu tiên trong đời tôi nhuộm tóc mà ra đường tôi không dám bỏ mũ ra. Lúc nãy đi ra khỏi quán tóc tôi phải đội mũ vào bởi vì tôi bỏ mũ ra tôi thấy rất là ngại. Người ta nhìn vào người ta sẽ đánh giá, à thằng điên, nhìn tôi rất là giống một thằng trẻ trâu đích thực của Việt Nam. Các bạn hiểu trẻ trâu của Việt Nam nó như thế nào. Ok, những bạn nào mà nghe thấy tôi nói từ trẻ trâu ấy mà các bạn thấy tự ái hoặc là các bạn chửi tôi ấy thì chứng tỏ các bạn là trẻ trâu. Ok, chúng ta hãy tự nhận chúng ta là người lớn hoặc là nhận chúng ta là một người thanh niên đấy, một đứa trẻ con còn hơn là một đứa trẻ trâu. Trẻ con nó còn rất là đáng yêu, còn trẻ trâu Việt Nam ấy nó đồng nghĩa với một từ con nít thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, và nó lại cộng thêm một cái từ trâu nữa thì các bạn có thể hiểu là con trâu ấy nó kiểu nó giống, nó kiểu là nó chuyên kiểu đi gặm cỏ với đi húc đấy, trẻ trâu nó cũng thế. Tôi phải giải thích lại vì là tôi giải thích cái này một lần rồi. Trâu là hay húc, trẻ trâu tức nghĩa là không suy nghĩ và chuyên đi húc người, chuyên đi cắn người, chuyên đi phá, kiểu kiểu là như thế. Ok, nên là cái mái tóc này của tôi đậm chất sửu nhi trẻ trâu của Việt Nam đấy, nhưng mà tôi thấy là cái kiểu này rất là đẹp đấy. Ok, nói chung là tôi cũng không còn gì để nói cả. Tôi sẽ giữ nguyên mái tóc này 1-2 ngày, sau đó tôi sẽ nhuộm sang mái tóc khác, bởi vì là tôi không muốn giống một đứa trẻ trâu của Việt Nam. Ok, rồi, bye bye.